Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, xây nhà trong năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh Phong thủy hữu ích về đời sống phong thủy tâm linh, được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu cẩn tắc vô áy náy. Trong việc xây nhà cũng vậy, cần phải xem xét kỹ càng tất cả mọi yếu tố, đặc biệt là vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy, nhất là với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong quá trình đi tư vấn thực tế cho thấy, không ít nhà đã coi thường phong thủy mà dẫn đến việc phạm vào những điều đại kỵ khiến cho người nhà bị tử vong. Và điều đáng nói là nạn nhân lại chính là trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi chết, đã để lại cho gia đình một gánh nặng về kinh tế, cuộc sống của những người còn lại thật nheo nhóc và đáng thương. Hơn nữa, lại bị dân làng đồn thổi, có lẽ gia đình này đã không xem phong thủy trước, cho nên đã phạm phải những điều đại kỵ khi xây nhà. Chính vì vậy, để tránh khỏi những điều ảnh hưởng không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần khi xây nhà, gia chủ tuổi Đinh Mùi nhất định phải xem xét kỹ về mặt phong thủy. Điều này giúp gia chủ xua tan được những phiền toái xui xẻo không đáng có, đồng thời nâng cao vượng khí, đại cát, đại lợi. Ngay cả khi nếu không có ý định xây nhà mà chỉ muốn mua nhà, thì mọi người cũng cần phải lưu ý phong thủy để tránh những điều kiêng kỵ này, giúp cho gia đình luôn được yên ấm. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần tư vấn chi tiết của thầy Gia Cát nghe sau đây. Trong năm Nhâm Dần, năm 2022, các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đã bước sang tuổi 56. Năm nay, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi bị phạm hoang ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Mùi muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi thuộc cung Càn, mệnh Kim, có bốn hướng tốt như là hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên và hướng Tây sinh khí. Bên cạnh đó, còn có bốn hướng xấu là hướng Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát và hướng Đông ngũ quỷ. Những mệnh chủ tuổi Đinh Mùi mà ở hướng nhà không hợp hoặc rơi vào các cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát sẽ khiến cho gia đạo bất an, công việc không thuận lợi, làm ăn có tiền rồi cũng mất vì con đường tài vận bị chặn lại. Để hóa giải nhà không hợp hướng thì các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, giúp mang lại cho gia chủ may mắn, bình an, từ đó công việc được hanh thông, tài lộc tự đến. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu còn được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi của gia chủ. Vậy nên phát huy công năng tốt nhất, hóa giải xung sát và chiêu tài lộc may mắn cho những mệnh chủ tuổi Đinh Mùi và những thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được tuổi tốt động thổ, yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần xét để quyết định ngôi nhà có xây được trong năm 2022 hay không, đó là hướng đất. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng được, đất không được vận thì tốt nhất không nên xây, vì khi phạm phải sẽ gặp hung họa khôn lường. Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích về từng hướng ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó sẽ được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ, nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch,
giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình mình được may mắn và hanh thông. Hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, bởi với mệnh chủ ở hướng này sẽ bị phạm vào cung lục sát. Lục sát là sao văn khúc có ngũ hành thuộc thổ, cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Vậy nên với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi cần phải sử dụng pháp khí gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chỉ. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới tài vận trong năm, cũng dễ vì vậy mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam cũng là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Đây là hướng tuyệt mệnh, hướng xấu nhất trong bốn hướng theo phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh là sao pháo quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn, vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng lớn hơn. Chính vì vậy các mệnh chủ cần phải chú ý và đặc biệt là cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải tốt hơn. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm có ba sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc là một trong năm sát tinh, cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng, rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, hướng Đông là hướng ngũ quỷ với các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, là một trong bốn hướng xấu cần phải tránh, vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây ra nhiều mối nguy hiểm hơn. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm có ba sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi mà lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên có thể vì hỏa tai mà tổn đinh, hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là những hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngõ ba thì lại càng nguy hại lớn hơn bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Tuy nhiên hướng Tây lại là hướng sinh khí với các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Đây là hướng nhà tốt với mệnh chủ, sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, mang lại may mắn. Tuy nhiên, các mệnh chủ cũng cần phải chú ý thêm về bố cục phong thủy trong nhà để gia tăng vượng khí,
giúp chiêu tài lộc và may mắn cho tất cả mọi người trong gia đình của mình. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch đấu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường góa vợ và có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước liên miên. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để đón các tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi cũng là một trong những hướng tốt. Đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là các tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp các tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ sáu là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Cửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế, Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng hợp với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh. Không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ bảy là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy Gia Cát để được tư vấn về chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất. Bên cạnh đó, hướng Đông Nam là một trong bốn hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Hướng này phạm vào họa hại. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh mang lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Và những sát tinh từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của các mệnh chủ, từ đó giúp cho những mệnh chủ tuổi Đinh Mùi cùng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một trong những hướng tốt với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Nếu ở nhà hướng này thì tuyệt vời, được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp
với các gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Nhâm Dần năm 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh quý vị nhé. Mỗi ngày thì chúng tôi đều có một chủ đề rất hay, rất thú vị gửi đến quý vị. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.